Ma az az áldás ért minket, hogy egy ilyen, mély gondolatokkal teli előadást mutathatunk be, próbáld a maximumot nyújtani, és menj tovább a helyes úton, első rész az ötből, a mester és tanítványok közt adásában. Elhangzott angol, olaki, vietnámi és kínai nyelven 2007. május 27-én San Kanszion Ám Kropály nehezében, Ausztriában. Peace for Ukraine or Ukraine. So you not come here to meditate, you come here just to talk to me. Never mind. Every time different, eh? And why not, huh? Okay, next question. All this Chinese and Vietnamese only? I thought you were upstairs. How fine. Never mind. Okay. Talk. Vietnamese. First. Dạ, con kính chào sư phụ. Dạ, kính chào sư phụ. Thì... sư phụ đệ tử. Ok, rồi, sao? Con không có câu hỏi, nhưng mà con lần đầu tiên gặp sư phụ, con chỉ biết nói là sư phụ sắp xếp cho con trong gia đình êm ấm hết rồi con được đi gặp sư phụ. Wow. Và có nhiều chuyện mà khó khăn lắm cho con thì sư phụ cũng sắp xếp được hết cho con. Con chỉ biết là biết cảm ơn sư phụ nhiều. Ok, dạ, con không có ráng chi. Tiếp tục tu hành. Không có chi, tiếp tục tu hành, ok? Mà trả tiền cho tôi bao nhiêu? Đấy. Làm việc nhiều vậy mà không trả tiền gì hết hả? Ok. Thôi không có sao, tiếp tục tu hành. Người khác? À, kính thưa sư phụ, con phải gặp sư phụ con dùng sư phụ độ còn hỏi được. Xin sư phụ giúp con về đường tu hành, con gặp khó khăn. Khi con ngồi thiền, con hay gặp những chuyện giật mình để thấy sợ hãi. Vậy hả? Dạ, và... sợ cái gì đâu? Có chuyện gì? Con không dám kể ra nhiều, kể thì nó dài dòng lắm. Thấy những chút ma hả? Ma tới hả? Kêu gạo. Ồ, ma tới gạo hả? Rồi lúc con ngủ, con cũng nằm mơ thấy. Ồ, vậy hả? Cũng sợ. Ai biết hồi đó có mấy người boyfriend sợ ma anh chị? Dạ, đừng có sợ ma. Ngu sao sợ ma? Thử giúp con cho con. Mình chết mình cũng thành ma, sợ gì? Dạ. Ai chết được cũng thành ma. Nếu mà không tu thành ma. Còn bà con dòng họ mình hồi đó kể qua ba má mình ha. Thì cũng là thành ma hết trơn à. Thế sao tại sợ má? Má là bà con của mình. Bà con trước, thấy chưa? Thì bây giờ nếu mình sợ ma thì mình ráng tu cho lẹ lẹ, không vô cái nhập y như vậy đó. Hiểu chưa? Biết rồi. Cái đó họ tới họ báo cho mình biết là bà không tu, bà giống như vậy, như tôi bây giờ nè. Thấy không? Con kính xin sư phụ giúp cho con khai ngộ thêm, con lên cao một chút. Để mấy cái thép. Cái gì đó? Dạ con nghe cái băng á. Sư phụ nói cả ngày cả đêm con. Cả ngày cả đêm hết. Ngồi thiền cũng nghe nữa. Không ngồi thiền thì nghe khoảng 15 phút 20 phút con tắt đi. Không để luôn. Dạ để luôn được. Để nó nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Mình không nghe được nhưng mà ma nghe được. Để cho họ ngồi họ nghe cái họ quên chọc ghẹo mình, hiểu chưa? Ngồi nghe mê quá quên hết trơn. Nhiều khi con đi cái cầu đó, cầu nó gãy con sụp xuống hố. Sụp xuống hố luôn? Dạ, ngập nước ngập tới mũi, tới mồm luôn. Ôi chúa cha. Nằm mê đó. Nằm mê thôi, còn sống nhăn răng. Trời ơi, mê thôi sợ gì? Sợ quá con. Thôi, nằm mê thôi, đừng có sợ má ơi, nằm mê mà sợ chuyện thiệt, còn chưa sợ, nằm mê sợ. Nói rồi, ai chết cũng thành ma, sợ gì? Mà có sợ thì phải tu, phải không? Dạ. Chứ không chết cũng giống y mấy người ma vậy, còn nhiều khi còn hơn nữa. Dạ. Biết đâu mình dở hơn họ nữa. Dạ, kính thưa sư phụ, mấy năm trước con thể nghiệm tốt lắm, con gặp sư phụ luôn luôn. Dạ, bây giờ tự nhiên có gặp ma? Dạ, không. Tại sao vậy? Con không biết nữa, con không. Hay là ăn uống sao không có? Dạ, không có, con ăn uống rất là kỹ, mà con thiền cũng rất đều đặn. Thôi chắc cũng có là một cái thời gian của mình nữa thôi, ok? Dạ, mình đi ngang hết cái chỗ đó rồi, nó ha. Cái đó đi ra không sao đâu. Ráng niệm Phật cho nhiều ha. Nghe băng hoài, lúc ngồi thiền cũng để băng, ok? Để đèn sáng sáng. Dạ. Ok, để đèn sáng, ok? Cảm ơn. Mình thì mình bịt lại cho nó tối. Nếu mình không muốn sáng thì mình lấy cái đồ mà người ta cho mình ở trên máy bay để mà che mắt để ngủ như ngon đó. Này đó mình che lại mà đèn thì để sáng bên ngoài, hiểu chưa? Dạ. Để cái đèn sáng và để cái băng sư phụ
nói pháp nói kinh gì đó, hoặc là hát gì đó, cái nào mà nghe mà nó yên ổn được thì để hoài, hiểu chưa? Nếu mà họ thích nghe hát mình để mấy băng hát, nếu họ thích nghe tụng kinh á thì để băng tụng kinh, cái nào mà nó có hiệu nghiệm thì mình để, ok, để hoài vậy đó. Ngồi thiền cũng để không sao hết á, mình vừa nghe mình thiền đó sao, ok. Để cho họ nghe, họ bận rộn đi độ cho họ luôn. Dạ, kính thưa sư phụ, đời sống con thì rất yên ổn. Thầy thọ ok rồi. Rất là tốt, nhưng mà chỉ có lúc nằm mơ là thấy sợ. Ai dạ, thì ban đêm mà ngủ để mấy cái thép mà để nhỏ nhỏ đó. Nhiều khi để nhỏ nhỏ nghe ngủ ngon à. Dạ. À, ok. Con cũng nghe cả đêm. Hèn chi hồi tối này tôi nằm mơ tôi cũng thấy như bà vậy đó. Đúng là bà đem mấy cái đảng phái của bà tới đây. Thôi dẫn họ đi chỗ khác đi nha, không tôi không có rảnh nói chuyện với mấy người người ma hả, nói chuyện mấy người sống mà còn nghe không được, nó nói ma làm chi, không thôi được rồi, không sao đâu ha, cứ như vậy tiếp tục làm việc vậy ha, rồi để hình sư phụ xung quanh ngủ phải không, ok, đặng bác gác cửa cho, để nhiều mấy chục cái rồi, ok để thêm đi, thì đừng có ngủ. Phải không ngủ thì khỏi nằm mơ. Hiểu chứ? Nhớ có cái chuyện sư phụ nói chuyện vui không? Cái anh chàng mà ngủ nằm mơ thấy gái đẹp đó. Rồi cái cười lên đó, bà vợ nói cười gì vậy? Nó tại nãy nằm mơ thấy có gái đẹp tới chung vui với tụi nó. Không có được nằm mơ như vậy nữa. Nhéo ông một cái đầu quá. Ông nói thôi từ này tới sau tôi không dám ngủ nữa đâu. Thì đừng ngủ. Dạ. Cứ ngồi thiền hoài đi hả? Nằm mơ nó mới vô chứ không nằm mơ nó đâu vô đâu ha, ok, không có chi đâu, đừng có sợ nằm mơ, không sợ gì ha, ma thiệt nhiều khi nhát cũng không sợ nữa. Thì sư phụ nói rồi, hồi xưa sư phụ chưa có đâu có tiền bạc gì đâu hả, chưa có đi làm business á. Chưa có đi làm business, chưa có tiền á, đi mướn mấy cái nhà ma không à, đúng là sư nhà ma đó. Việt Nam mình nói nhà ma, có nhà ma thiệt á. Nhà nào cũng ma không à. Mà cái nhà nào ma là họ cho mình mướn. Tại vì nó rẻ, mướn. Mướn là thiệt, có ma thiệt á. Vô mấy người xuất gia nằm ngủ, kéo giò, kéo cắn. Kéo tóc rồi vui lắm. Đâu có sao đâu, rồi qua trái chết gì đâu. Mấy người còn sống nhăn răng tới bây giờ. Hả? Mình đừng sợ nó. Nó phải sợ mình chứ, mình là dương mà. Nằm mơ thấy thì kệ nó đi, có coi như coi cine khủng bố. Nhiều người ta bỏ tiền nó mắc thế mà mới đi coi mấy cái phim mà khủng bố được. Đặng về sợ chơi cho vui, còn bác. Còn bác hả? Bác miễn phí coi cine mỗi ngày mà bác còn complain cái nỗi gì. Phải không? Ha. À, nhiều người bỏ tiền đi coi cine khủng bố. Thôi mà kệ nó đi, dạ. Mình phần mình tu, phần nó chọc ha. Dạ. Không sao đâu, dạ, vâng, đừng có sợ. Hồi trước có thể nghiệm tốt thì bây giờ mai mốt sẽ có trở lại, ok. Dạ. Dạ. Rồi người nào nữa nói lẽ tôi không có rảnh nhau. Tôi đi coi cinema bây giờ đi. Thấy không, thấy không? À, đúng chờ, lúc cho nói thì không có nói, ngồi ngơ ngơ đó. Rồi cái lúc mà người ta nói, người khác nói thì muốn ăn xí vô. À, người ta nói tiếng Anh muốn xí vô, nói tiếng Việt. Ừ. Không hỏi ha, thôi cho người Tàu. Rồi, dẹp. Hết rồi. Người Việt không muốn hỏi, cho người Tàu đi. Ê, Chinese. Chinese can ask now. Trung Quốc đánh gây quân à. Khoai điểm. À. Giao quân hào à, à mà. Sư tả cho đó. Ê. Nhưng mà 地主在打坐做管理的时候有盖布，那小孙主他们没有住在家一起，有一天他们从外面来，地主在打坐的时候盖布做管理，他头低下来看地主，不懂看多久，地主也不懂，后来他感觉到头上好像有布在动，睁开眼睛看把地主吓了一跳，因为他在笑，他的眼睛就很大，看着就动，吓坏人。 就请师傅开示怎么办？怎么办？那怎么办？找他总心再看，然后赶快跑掉。啊，其实坐满了已经算了，以后又锁门了。因为是跟师兄一起打坐下午，看见家里没有人，就自己两个人，他就上来找。没事了，没事了，算了算了，谢谢师傅。不客气，好，你吓我了。
我很感谢师父，我六十二岁应行的，现在七十五岁了，我一生之中最满足的，我一生。哦，真是我真的感谢，我还得到一个饭店，饭店的店面也是上帝给我的，不是买的，是送的，一个饭店有一百一十公尺，我的饭店送啊，麻辣的送的，我的饭店得到了，我真感谢。送是什么意思啊？这是不要钱的，送给我的一个饭店。怎么会？哎，就是跟这个就是跟师父啊。 怎么会那种人呢？送还给你啊？哎，还有一个我的。还有没有别人送一个饭馆给我？真的，房东送给我的，真的好。这是我真形容的，这是我感恩一辈子最高兴。那另外一个还要不要送了？第二个，我求酒有啊。 嗯，马拉加道场也人家送的，我也酒了，哎，有什么就什么，别酒了。现在很好，现在我很感恩。那么现在马拉加现在又增加了16个次数，哦，又增加，又来种花，通通种了很多花。现在每天在工作。啊，那个师兄是去那个古斯达黎加来的一个师兄，就是他说过最难的困难那个师兄，他天天在那里工作，啊，做了次数还做那个种了很多花。 尤其师父那个房子，我特别保管好。哎呀，感谢师父啊！何必嘛，那边是常营住而已。我每天在高兴，每天在快乐。哎呀，在那边共修。共修啊，每天共修了。到那边有没有人来那边共修？有，有，但是很少。我们全部麻辣的只有6个同修。OK。麻辣的只有6个同修，没有好多。OK。那么我们这个6个人很团结，什么东西都有了，要什么就有什么。 这都是师父的莲啊，不是我啊，师父的莲哦。真的，我感恩师父。我现在深深体验到了什么都是受师父做的，不是我们做的。恭喜，感谢，感谢，感谢师父。不客气，快乐，再见。太好吗？太好，现在很好。现在现在在家里看饭店，因为他不来，我们饭店关掉了。我懂，我懂。谢谢。您轮班吗？有一个他来了，怕吃不消，在这里住这几个钟头住不下来，所以我喊他不要来最好，他看饭店。 谢谢师父，谢谢师父，谢谢。你是很有耐心、爱心的人，是 OK。师父您好，刚才师父上一场的提到，就是说有6届、7届的人，他们下来了，现在还没达到4届。师父以前说过，5届以上的就下不来的。他不想下来。哦，不过是我人的话，我可以带他下来。 他一个人很难不想下，比方说跟师父无关的哈，那平常的6啊7届的人，他们不想下来了，你拜托他，他也不下来，对他太困难了，懂不懂？不过如果跟师父下来的话，就还 OK 呀，他愿意，而且也有师父也保护他呀，不过因为下来这个世界。 业障太深重，不是他的业障，就是被缠染到这样子，听懂不懂？被影响，被拉拢啊！因为生出来一个无辜的小孩啊，你给他吃什么，他就吃什么；你给他吃肉，他就吃肉了。他怎么能够反抗父母的呢？他怎么反抗呢？那个婴儿啊，懂不懂？从婴儿就开始喂他，肉了。比方说这样子哈，不然的话，父母不喂的话，就那种否定的人啊，方面呢，也在这样喂他。然后他怎么反抗呢？懂不懂？然后吃这个喝那个，然后就业障就被污染掉了。了解师父意思吗？然后长大了，因为有这个头脑，有这个身体，就是跟人一样，了解吗？除了灵魂以外，师父刚生出来，也不是说。 马上就去找名师呢，啊，是跟大家混的啊，上学啊什么也是经过这个，经过那个啊，痛苦这个，跟大家一样的，释迦牟尼佛也是一样的啊，耶稣基督也是一样的，你懂我意思吗？下来这边就混混摇摇了，如果下来这边全部都知道的话，多好了，那我何必叫你们？你们全部都知道了，何必师父下来或是谁下来，懂吗？下来这个世界就这样，我重点是这样了。 所以我一直说我不怪你们辛苦，所以我就是鼓励你们要尽量，不然我们会输的，懂不懂？要尽量，一定要赢的啊！要一次努力奋斗，打坐修行，保护自己的那个道德的那个。
表格懂不懂，这样才能够上来，才能够回来 源头的家乡，我意思是这样。 OK、嗯、不过没有关系，第六、第七等一下师傅也会带他们回去了、啊、我意思说连他们下来也被污染到这样程度呀、yeah? 啊、要多修行才能回去啊，不是说一下来就、哦、一天到晚都是第六、第七这样什么都不要做，不可能的。